Ngay sau khi cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai điều tra hành vi trục lợi tiền bảo hiểm tại một số phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố Biên Hòa, đã xuất hiện một đối tượng giả danh công an tham gia vụ án trên để lừa đảo chạy án. Công an tỉnh Đồng Nai, phòng cảnh sát hình sự đã bắt được đối tượng Hướng Nghiệp Thắng, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, trực tiếp thực hiện hành vi trên. Sau khi nắm được thông tin vụ việc, Thắng đã gọi điện cho chủ phòng khám tại phường Tân Hiệp, giới thiệu mình là cán bộ công an thành phố Biên Hòa và đề nghị chung chi 500 triệu đồng tiền bảo lãnh cho nhân viên ra, đồng thời được lấy lại máy móc thiết bị đã bị thu giữ. Do chủ phòng khám trên đang nằm viện điều trị bệnh nên Thắng đe dọa nếu không chung tiền sẽ bị tạm giữ. Lúc này chủ phòng khám lo lắng đã đồng ý chi số tiền trên cho Thắng. Sáng ngày 31 tháng 5, Thắng đến trước công an thành phố Biên Hòa lấy số tiền trên. Điều tra ban đầu của cơ quan công an, ngoài vụ trên, Thắng còn thực hiện một vụ lừa đảo khác nhưng bất thành. Liên tiếp gây ra hai vụ đột nhập nhà dân trong một buổi chiều, trộm cắp nhiều tài sản trị giá trên 50 triệu đồng. Đối tượng Lê Thanh Thắng, trú tại xã Xuân Phú, huyện EAK, vừa bị công an huyện EAK, tỉnh Đắk Lắk bắt giữ. Chiều ngày 3 tháng 5, Thắng điều khiển xe máy đến xã Yada, huyện EAK thì phát hiện một nhà dân khóa cửa ngoài, không có người trông coi. Lúc này Thắng dùng cây dựa chặt phá cửa sổ bên hông nhà, đột nhập vào bên trong, cậy phá két sắt, lấy cắp nhiều tiền mặt. Trên đường tẩu thoát đến thị trấn EAK, Thắng tiếp tục đột nhập vào nhà của một hộ dân khác, lục lọi, lấy cắp nhiều tiền, vàng và đồng hồ. Tổng giá trị tài sản của hai vụ trộm cắp là hơn 50 triệu đồng. Cũng với hành vi trộm cắp tài sản, Vũ Văn Hiệp, chú tỉnh Đắk Lắk đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bến Tre khởi tố, bắt tạm giam. Chiều ngày 27 tháng 5, Vũ Văn Hiệp nhờ bạn chở mình về nhà trọ bản thân thuê ở phường 8 thành phố Bến Tre. Tại đây, Hiệp thấy xe máy của một người thuê phòng chung dãy nhà trọ, chìa khóa cắm sẵn ở trên xe, không có người trông coi. Hiệp đã lấy trộm xe mô tô trên, sau đó nhờ người bán lấy tiền tiêu xài thì bị cơ quan công an điều tra làm rõ, bắt giữ. Vào tối ngày hôm qua ngày 4 tháng 6, chương trình Vinh Quang Việt Nam năm 2023 với chủ đề Ý chí Việt Nam đã diễn ra tại Hà Nội. 16 tập thể cá nhân điển hình cho ý chí, khát vọng vươn lên vượt mọi khó khăn, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân đã được ghi nhận và tôn vinh. Những tập thể cá nhân được vinh danh là những điển hình thể hiện rõ ý chí vượt qua khó khăn, tự lực tự cường, phát huy nội lực, chủ động, bản lĩnh, có sáng kiến, đổi mới, làm lợi tầm cỡ quốc gia, đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. Có các hành động mang tính nêu gương vì cộng đồng, được dư luận đánh giá cao, có tính lan tỏa, truyền cảm hứng trong xã hội. Trong số 16 tập thể cá nhân được vinh danh lần này, lực lượng công an có Trung tá Nguyễn Anh Tuấn, trưởng công an phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội, người có nhiều sáng kiến được áp dụng hiệu quả trong chiến dịch cấp căn cước công dân và cấp mã định danh điện tử. Qua 17 lần tổ chức, chương trình đã vinh danh 258 tập thể cá nhân anh hùng, điển hình tiên tiến, những tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, có tầm ảnh hưởng trên phạm vi toàn quốc. Tin an ninh trật tự, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và Công an các tỉnh Bắc Lào phá thành công chuyên án ma túy lớn từ Lào về Việt Nam và vận chuyển đi các tỉnh để tiêu thụ do một đối tượng trên địa bàn tỉnh Điện Biên chủ mưu cầm đầu. Vào lúc 15 giờ ngày 2 tháng 6 tại khu vực bản Nà Lấu, xã Búng Lao, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên, các tổ công tác đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Sùng A Só, sinh năm 1987, trú tại huyện Điện Biên Đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khám xét đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 7 bánh heroin có khối lượng khoảng 2,5 kg, 6.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều vật chứng có liên quan. Khi bị phát hiện và bắt giữ, Sùng A Só đã điên cuồng chống trả nhưng bị lực lượng chức năng khống chế bắt giữ. Cùng thời điểm đó, một tổ công tác đã tiến hành bao vây và bắt giữ thành công đối tượng Sùng A Vừ. Đây là em ruột của Sùng A Só và là đối tượng tham gia vận chuyển ma túy với Só. Cùng ngày, thì cơ quan công an tỉnh Điện Biên đã triệu tập khám xét khẩn cấp người và chỗ ở đối với Lường Thị Thân, sinh năm 1975, trú tại huyện Mường Ảng, là đối tượng trong đường dây thường xuyên mua bán ma túy với Sùng A Só. Liên quan đến việc trục lợi bảo hiểm, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản hòa tốc gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thống nhất tạm dừng hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với 4 phòng khám tư nhân tại thành phố Biên Hòa do liên quan đến vụ làm khống giấy tờ trục lợi bảo hiểm xã hội. 4 phòng khám tư nhân bị tạm dừng hợp đồng gồm phòng khám đa khoa Tân Long, phòng khám đa khoa Long Bình Tân, phường Long Bình Tân, phòng khám đa khoa Tam Đức, phường
Tân Hiệp, phòng khám đa khoa quốc tế Mỹ Đức, phường Long Bình. Thời gian thực hiện từ 0 giờ ngày 3 tháng 6 năm 2023 cho đến khi Bảo hiểm xã hội và Sở Y tế tỉnh Đồng Nai có văn bản thông báo mới, căn cứ theo kết luận của cơ quan có thẩm quyền về hành vi trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các phòng khám nêu trên. Trước đó, vào ngày 30 tháng 5, Công an thành phố Biên Hòa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Biên Hòa đồng loạt khám xét 8 địa điểm, trong đó có 6 phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn thành phố. Qua khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng trên 130.000 giấy chứng nhận nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội, hơn 400 tờ giấy khám sức khỏe đã ghi khống kết quả chưa có thông tin người khám, 100 thùng tài liệu, trên 40 đầu CPU máy vi tính, điện thoại di động và các tài liệu tăng vật khác có liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh tại các phòng khám. Lợi dụng tình hình kinh tế khó khăn và nhu cầu vay tiền của người dân để tiêu dùng cũng như phục vụ kinh doanh tăng cao, nên các đối tượng tăng cường thực hiện hoạt động cho vay tiền qua ứng dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn thì nhiều nạn nhân đã sập bẫy với số tiền lên tới hàng trăm, thậm chí là cả hàng tỷ đồng. Phương thức và thủ đoạn của các đối tượng sẽ được phân tích rõ hơn trong phóng sự ngay sau đây. Đây là chị Trần Thị Trâm Anh vừa bị lừa đảo chiếm đoạt gần 150 triệu đồng. Theo lời kể của nạn nhân, do có nhu cầu vay tiền nên chị đã lên mạng tìm hiểu các app vay tiền online để vay số tiền 30 triệu đồng. Sau khi nhận được điện thoại tư vấn từ một người lạ bảo cái app vay tiền IBK Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, tiền vay chưa thấy đâu, chị đã bị trừ gần 150 triệu đồng trong tài khoản theo lời dụ dỗ của các đối tượng. Tôi có nhu cầu muốn tham khảo các khoản vay trên mạng, cho nên là tôi đã lên trên mạng để tìm hiểu. Và tôi đã hoàn thiện thông tin cá nhân của mình để được tư vấn ở trên trang web của FE Credit. Sau đấy khoảng 30 phút thì tôi nhận được một cuộc gọi của một bên xưng là Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, IBK. Ngân hàng thì người tự xưng có trao đổi với tôi một khoản vay rất là ưu đãi và có đề xuất là sẽ kết bạn Zalo để trao đổi thêm với tôi. Để thu hút và tìm cách cho nạn nhân sập bẫy thì các đối tượng quảng cáo bằng rất nhiều ưu đãi hấp dẫn như lãi suất cho vay thấp, thủ tục xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, đơn giản, thủ tục giải ngân nhanh, không cần chứng minh thu nhập, không cần chứng minh nhân dân, căn cước công dân. Điều đang nói, các đối tượng đều chuyển số tiền mà khách hàng có nhu cầu vay về ví app IBK. Nhưng sau đó khách hàng không thể rút được số tiền đó về tài khoản. Lúc này các đối tượng nói do lỗi tài khoản và yêu cầu khách hàng phải nộp trước khoản phí 30% thì mới rút được tiền, nếu không tài khoản vẫn bị treo và bị tính lãi. Do lo sợ lại cần tiền nên khách hàng làm theo nhiều lần, tài khoản vẫn bị treo và tiền vẫn không thể rút từ ví app của họ về được. Đến lúc này nạn nhân mới dần phát hiện mình đã bị lừa. Tôi còn nói đến trường hợp là tôi không vay nữa thì đối tượng bảo là nếu mà không xử lý thì cái khoản vay đấy sẽ được tính vào, sẽ bị treo và tính vào kho bạc nhà nước. Vâng ạ. Đại khái là có một vài thông tin sau đấy thì tôi không rõ về vấn đề về tài chính nên là tôi đã cố gắng làm theo. Với mỗi lần chuyển thì lại có một cái lệnh tiếp đến để yêu cầu để mình phải chuyển thêm, thì tôi đã chuyển tổng cộng là 150 triệu. Để phòng ngừa tội phạm này thì theo tôi cần chú ý một số vấn đề sau đây. Thứ nhất là mỗi người cần chủ động tìm hiểu thông tin về các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đặc biệt là các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng xã hội trong thời gian gần đây để chủ động có thể phát hiện và phòng tránh khi bị lừa, gặp những đối tượng như vậy. Thứ hai là khi mà có nhu cầu vay tiền thì cũng nên tìm đến những cái địa chỉ có uy tín để làm thủ tục vay, ví dụ như là đến ngân hàng chẳng hạn, hoặc là có thể thủ tục nó phức tạp hơn nhưng rõ ràng là ít có nguy cơ bị lừa. Thứ ba là khi mà đã xác định vay của những cái ứng dụng ở trên mạng ấy, thì cần phải tìm hiểu rất kỹ xem ứng dụng này là do ai quản lý, trụ sở ở đâu, có những thông tin tài liệu đầy đủ hay không, rồi là có thông tin đầy đủ về các đánh giá của những người khác hay không. Nếu như những người đánh giá đều tốt cả và không thấy có vấn đề gì nghi vấn thì chúng ta có thể tiến hành vay được. Còn những trường hợp mà thấy rằng có dấu hiệu nghi vấn hoặc là có những ý kiến phản hồi về việc lừa đảo thì chúng ta nên tránh xa. Để phòng ngừa tình trạng trên, cơ quan cảnh sát điều tra khuyến cáo mọi khoản vay người dân nên liên hệ chi nhánh ngân hàng gần nhất nơi mình cư trú hoặc gọi số điện thoại hotline của ngân hàng để được nhân viên hướng dẫn hoàn tất các thủ tục vay. Người dân tuyệt đối không làm thủ tục vay thông qua làm việc với người tự xưng là nhân viên ngân hàng trên fanpage Facebook, website, Zalo, sử dụng hình ảnh logo, hình ảnh mạo danh ngân hàng. Và tại Kiên Giang thì công an thành phố Phú Quốc cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng dương tính với chất ma túy, vận chuyển hung khí nguy hiểm từ đất liền ra đảo Phú Quốc. Chiều ngày 2 tháng 6, lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính ô tô do ông Minh Phụng, sinh năm 1974, trú phường Dương Đông, thành phố Phú Quốc điều khiển.
cùng đi với Trần Thị Ánh Nga, sinh năm 1985, trú tỉnh Kiên Giang. Thời điểm kiểm tra là khi cả hai người đi phà từ thành phố Rạch Giá, vừa cập cảng phà Thạnh Thới, ấp Bãi Vòng, xã Hàm Ninh, thành phố Phú Quốc. Qua kiểm tra thì lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện trên xe và người của hai đối tượng có hai dao tự chế, một súng dạng bắn đạn pháo, một bộ dụng cụ sử dụng ma túy. Test nhanh cả hai đối tượng này đều cho kết quả dương tính với chất ma túy. Ông Minh Phụng là đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ vũ khí, là người trực tiếp đưa súng cho một đối tượng bắn chết hai người. Thời gian qua thì lực lượng công an đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, ghi nhận tại xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Phải mất nhiều lần đến nhà tuyên truyền, vận động của lực lượng công an xã Yên Thắng, huyện Lục Yên, ông Nguyễn Văn Thuyên mới tự giác giao nộp khẩu súng tự chế của mình. Khẩu súng này thì ông bà để lại cho gia đình để treo làm kỷ niệm. Được sự tuyên truyền vận động của cán bộ xã thôi, thì công an thôi thì cũng đem nộp cho bên công an. Còn xã Yên Thắng đang xây dựng kế hoạch xuống từng thôn, bản của các hộ dân. Từ đó lập danh sách các hộ dân cũng biểu hiện và tàng trữ và sử dụng các vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Sau đó công an xã cùng với các ngành đoàn thể đã xuống vận động các hộ gia đình, các cá nhân đang sử dụng và tàng trữ vũ khí vật liệu nổ. Xác định để làm tốt công tác vận động thu hồi vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ thì phải thay đổi được nhận thức của người dân. Lực lượng công an đã chủ động tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của các trưởng thôn, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, từ đó làm tốt công tác nắm tình hình, vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế. Từ năm 2022 đến nay, lực lượng công an huyện đã tiếp nhận thu giữ gần 160 khẩu súng tự chế các loại, 4 quả lựu đạn, gần 500 viên đạn súng quân dụng và một số công cụ hỗ trợ từ người dân giao nộp. Bên cạnh đó, công an đã chủ động ra soát, phát hiện và xử nhiều trường hợp về hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí tự chế, công cụ hỗ trợ. Với nhiều cách làm hay, hiệu quả, đến nay trên địa bàn xã không còn xảy ra tình trạng sử dụng súng tự chế để săn bắn động vật. Đã tiến hành tham mưu cho lãnh đạo đơn vị, tham mưu cho Ủy ban nhân huyện, với công văn chỉ đạo công an ngành, Ủy ban nhân các xã trong công tác là phối hợp với lực lượng công an để vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Bên cạnh đó thì lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an các xã thị trấn tiến hành các biện pháp để vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn toàn huyện. Trong thời gian tới, công an huyện Lục Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phối hợp với các lực lượng nắm bắt tình hình liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm đối với các trường hợp cố tình vi phạm, qua đó góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành chỉ thị số 18 về đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ. Chỉ thị nêu rõ, trong những năm gần đây thì kinh tế số Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ với sự đóng góp quan trọng của thương mại điện tử. Song cùng với đó thì thương mại điện tử cũng đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác quản lý. Chỉ thị nhấn mạnh để tăng cường hiệu quả, hiệu lực và tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thương mại điện tử, hoạt động kinh doanh trên nền tảng số, kinh doanh xuyên biên giới, kết nối chia sẻ dữ liệu giữa các bộ ngành, phục vụ phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu và giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành gồm Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chỉ thị yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ ngành trong việc hoàn thiện sửa đổi chính sách pháp luật chuyên ngành thuộc chức năng nhiệm vụ bảo đảm mục tiêu chung phát triển thương mại điện tử, chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh mạng, an ninh tiền tệ, trong đó nghiên cứu sử dụng định danh xác thực điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử.
Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin của các bộ ngành địa phương để thực hiện định danh và xác thực điện tử, đồng bộ dữ liệu dân cư với dữ liệu hộ tịch, thuế, ngân hàng, viễn thông, phục vụ định danh, xác thực cá nhân, tổ chức, phòng ngừa các hành vi gian lận trốn thuế trong hoạt động thương mại điện tử. Tích hợp sử dụng tài khoản định danh điện tử để kê khai, đăng ký nộp thuế trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNEID và các nền tảng khác do cơ quan thuế hướng dẫn. Việc đẩy mạnh kết nối chia sẻ dữ liệu thì có thể giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước quản lý hiệu quả đầy đủ các chủ thể tham gia hoạt động thương mại điện tử, kiểm soát các giao dịch thanh toán, xác thực thông tin của tổ chức cá nhân, kinh doanh cũng như là người nộp thuế. Vâng ạ, và việc tuân thủ các nguyên tắc này thì cũng góp phần bảo đảm môi trường kinh doanh bình đẳng, thân thiện, cùng phát triển và phát huy những giá trị to lớn mà lĩnh vực thương mại điện tử mang lại cho từng cá nhân, doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam, đóng góp tương xứng vào ngân sách nhà nước. Và xung quanh nội dung này thì chúng tôi có cuộc trao đổi cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, giảng viên cao cấp đến từ Học viện Tài chính ạ. Trước tiên xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh đã dành thời gian tham gia chương trình ngày hôm nay của truyền hình Công an Nhân dân ạ. Việc chính phủ đưa ra chỉ thị mới về việc thúc đẩy, tăng cường, chia sẻ kết nối cơ sở dữ liệu, từ đó thúc đẩy phát triển thương mại điện tử và chống thất thu thuế, bảo đảm an ninh tiền tệ thì có ý nghĩa như thế nào? Chỉ thị này là một cái bước mà cụ thể hóa hơn và đòi hỏi về mặt lộ trình thực hiện cái quá trình mà kết nối. Đặc biệt trong cái thời điểm như hiện nay đang bùng nổ cái kinh doanh xuyên biên giới thì cái việc mà kết nối các cái bộ số liệu, các bộ dữ liệu của các cơ quan quản lý là một cái điều cực kỳ quan trọng để trước hết chúng ta quản lý được các cái hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng sau nữa chúng ta quản lý được cái dòng tiền ra vào của quốc gia, đảm bảo rằng các cái hoạt động rửa tiền, các cái hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp, kinh doanh bất hợp pháp sẽ được giảm thiểu đến mức tối đa để đảm bảo cái an ninh tài chính tiền tệ. Một trong những yêu cầu của chỉ thị đó là hoàn thiện sửa đổi chính sách pháp luật về quản lý nhà nước liên quan đến thương mại điện tử cũng như là chính sách pháp luật về thuế liên quan đến thương mại điện tử ạ. Vậy thì theo Phó Giáo sư, hiện nay có những cái vấn đề cấp bách nào trong hệ thống pháp luật và chính sách liên quan đến thương mại điện tử cần phải được kịp thời cập nhật và sửa đổi ạ? Vì cái sự phát triển rất nhanh chóng của thương mại điện tử cho nên cái cơ chế chính sách về mặt luật pháp chưa theo kịp để quản lý những hình thức kinh doanh mới phát sinh trong nền kinh tế quốc dân. Và từ đó chúng ta mới thấy rằng là cái cơ chế từ cái khâu mà đăng ký kinh doanh cho đến các cái khâu đăng ký về mặt hàng hóa cũng như chất lượng sản phẩm và các cái yêu cầu khác về mặt sản xuất kinh doanh cũng như cung ứng dịch vụ, nó chưa đáp ứng được cái quản lý nhà nước của chúng ta. Và từ đó chúng ta cần phải có cái thay đổi. Cái điều thứ hai là trong cái điều kiện mà kinh tế số hiện nay thì rất nhiều các cái công ty đa quốc gia không cần có cái chủ thể đại diện, họ vẫn có thể hoạt động kinh doanh cung ứng hàng hóa cũng như cái sản phẩm dịch vụ. Và vì thế cho nên chúng ta cũng phải thay đổi từ cái quy định quản lý giám sát cho đến cái quy định về tính thuế. Và đây đang trở thành một trong những cái đòi hỏi cấp bách. Thời gian vừa qua thì đã có nhiều ngành nghề ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công dân gắn chip cũng như là tài khoản định danh điện tử một cách hiệu quả trong việc xác thực thông tin của các cá nhân và tổ chức trên môi trường mạng ạ. Theo Phó Giáo sư, việc này thì có thể được áp dụng và triển khai như thế nào đối với việc định danh và xác thực điện tử trong các giao dịch thương mại điện tử hiện nay, từ đó nhằm giảm các gian lận về thuế ạ? Rõ ràng đây là một cái cơ sở rất quan trọng. Và từ đó với cái định danh của từng cá nhân ấy, thì khi mà họ đăng ký kinh doanh, khi mà họ tham gia vào mạng xã hội hoặc là họ tham gia trong các cái lĩnh vực khác nhau thì đều có cái mã định danh nó rất rõ ràng. Và từ đó ấy, nó thuận lợi cả về mặt quản lý xã hội, cả về mặt quản lý trên các cái trang mạng cũng như là cái tính chính danh trong các cái hoạt động của mỗi một cá nhân. Trên cơ sở đó ấy, thì rõ ràng là nó sẽ đảm bảo cái tính công bằng, bình đẳng và cái tính chính danh trong cái việc mà hoạt động, trong cái việc kê khai, tính toán cái doanh thu, cái lợi nhuận và cái việc nộp thuế cho cơ quan thuế. Một lần nữa xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của Phó Giáo sư.
Căn cứ theo thông tư mới của Bộ Giao thông Vận tải thì cả nước sẽ có hơn 1,9 triệu ô tô đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải được lùi thời hạn kiểm định thêm 6 tháng. Và thay vì đến các trung tâm đăng kiểm thì chủ xe có thể vào trang web của Cục Đăng kiểm Việt Nam để tra cứu thông tin và in giấy xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận tem kiểm định. Các bước cụ thể sẽ được đề cập ngay sau đây, cùng với đó là một số thông tin chính sách đáng chú ý khác. Tra cứu xác nhận thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định như sau. Bước 1, truy cập trang web Cục Đăng kiểm Việt Nam http://www.vr.org.vn. Vào mục tra cứu gia hạn kiểm định sẽ xuất hiện trang web https://gia hạn cxg.vr.org.vn. Bước 2, nhập các thông tin sau: biển đăng ký, số series giấy chứng nhận kiểm định, mã xác thực, sau đó bấm phím tra cứu. Trường hợp giấy chứng nhận được cấp thuộc diện được gia hạn sẽ hiện kết quả. Chủ xe bấm đường link chứa bản xác nhận thông tin kiểm định, sau đó bấm vào đường link để xem và in giấy xác nhận ra để sử dụng khi tham gia giao thông. Theo quyết định số 13 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, từ tháng 6 năm 2023, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của bộ phận một cửa cấp xã, trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo. 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử, có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp. Thông tư 21 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2023. Theo đó, mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân 300.000 đồng một hecta một năm. Đối với khoán bảo vệ rừng ven biển, mức hỗ trợ tối đa bằng 1,5 lần mức hỗ trợ bình quân. Kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng 50.000 đồng trên 5 năm. Việc hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng chỉ thực hiện một lần trước khi tiến hành khoán bảo vệ rừng. Mời quý vị cùng đến với mục điểm báo đầu tuần. Thưa quý vị, cũng giống như việc người dân không cần đến trực tiếp các trung tâm đăng kiểm để lấy giấy xác nhận giãn chu kỳ đăng kiểm mà hoàn toàn có thể thực hiện trực tuyến thì việc cấp đổi giấy phép lái xe cũng vậy. Nhiều tỉnh, thành phố đã áp dụng hình thức cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến, song trên thực tế thì vẫn rất ít người dân thực hiện bằng hình thức này. Báo Công an Nhân dân đề cập nội dung này và cũng chỉ ra một số nguyên nhân. Theo thông tin từ Báo Công an Nhân dân, thống kê từ Cục Đường bộ Việt Nam cho thấy mỗi năm có gần 2 triệu giấy phép lái xe được cấp đổi. Nhưng từ đầu năm đến nay thì trung bình mỗi ngày chỉ có hơn 100 giấy phép lái xe thực hiện cấp đổi qua mạng. Một trong những nguyên nhân được chỉ ra là cho đến cuối năm ngoái thì ngành y tế chưa mở rộng các cơ sở y tế cung cấp giấy khám sức khỏe trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thêm nữa, để có được giấy khám sức khỏe, chứng thực điện tử, người dân phải khám tại cơ sở y tế, sau đó đến Ủy ban Nhân dân cấp xã thực hiện chứng thực điện tử, được trả kết quả trong thời gian 5 ngày và mất thêm chi phí ứng chứng thực nên số người sử dụng dịch vụ này còn hạn chế. Bộ Tài chính kiến nghị Bộ Kế hoạch Đầu tư nghiên cứu sử dụng công nghệ xác thực định danh cá nhân trước khi cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp. Đề xuất này nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng giấy tờ giả thành lập doanh nghiệp hoặc thuê thành lập doanh nghiệp để bán hóa đơn. Thông tin được đăng tải trên báo Tiền Phong. Trước tình trạng mua bán hóa đơn điện tử tràn lan, Bộ Tài chính kiến nghị sửa đổi nghị định đăng ký kinh doanh luật doanh nghiệp theo hướng người đại diện pháp luật phải được xác thực với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an. Đồng thời, cá nhân bỏ địa chỉ kinh doanh, nợ thuế sẽ không được thành lập doanh nghiệp mới và bị đưa vào danh sách cảnh báo rủi ro. Cơ quan thuế cũng đề nghị Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an có biện pháp kiểm tra, xem xét đối với các trường hợp công khai giao bán hóa đơn trên mạng. Ngành thuế cũng đề xuất Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử và các đơn vị có liên quan phối hợp với cơ quan thuế ngăn chặn xử lý kịp thời các thông tin sai lệch trên mạng. Trước nhiều câu chuyện tiêu cực liên quan đến bảo hiểm nhân thọ thời gian vừa qua, thì báo Kinh tế và Đô thị số ra ngày đầu tuần cũng có một bài viết đề cập đến nội dung thị trường bảo hiểm nhân thọ bất cập bởi chạy đua tăng trưởng nóng.
Nội dung bài viết đề cập đến sản phẩm mang tính nhân văn bảo vệ con người trước những rủi ro liên quan đến tính mạng. Nhưng khách hàng lại hoang mang và lo lắng khi tham gia. Đây đang là nghịch lý của thị trường bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trong quá trình phát triển cũng đã xuất hiện rất nhiều kênh phân phối bảo hiểm mới, bên cạnh kênh phân phối truyền thống đó là kênh phân phối qua ngân hàng. Trong quá trình triển khai, việc kiểm soát chất lượng tư vấn qua kênh ngân hàng còn nhiều vấn đề phức tạp, chưa chặt chẽ. Có thông tin phản ánh nhân viên ngân hàng có hiện tượng mời chào lôi kéo, tư vấn không đầy đủ, thậm chí ép buộc khách hàng phải mua bảo hiểm mới cho vay vốn.